Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì giờ để Bùi Hải Vlog vô thỉnh cái bàn bánh kem xuống để cho anh yêu anh cúng bánh kem mới nữa cô chú anh chị ơi. Ở anh em anh yêu để dưới đó luôn hả? Ôi cô chú cái của anh yêu quá ngon kìa. Cái này à, tem máu tím đầu à, cúng bánh sinh nhật cho cậu năm quá chừng luôn nè. Đó, quá trời luôn nè, tem máu tím cúng bánh sinh nhật cho cậu. Đúng rồi. Đó, thì em cầm đi ha, cầm đi ha. Anh tím mà anh nón tím không có áo. Ta chưa đủ tuổi mà áo. Đang lên nón đầy cần nói là em có lửa ra liền. Chưa, rồi đậu chữ tội khu phố. Lấy nhang đi để này đưa đây em bánh kem bên kia cũng đang đến rồi. Rồi anh hấp nhang đi, anh hấp xong rồi em cho cái bông nổ liền nổ không? Cố gắng tập trung nổ nha. Anh em chú vậy nha. Chưa ai câu tin nghèo. Kênh nghèo nên là không ai vô câu hết á. Để cho tập trung nổ nè. Rồi rồi nổ đi. Nổ đi. Nổ lên. Happy birthday cậu Nam. Happy birthday to you cậu Nam. Thôi mừng quá, chào một bạn đang xem sinh nhật dễ thương của Kim Dương vô nha. Đáng yêu. Quá đẹp chú Nam Dương. Quá đẹp. Cậu Nam là theo có ai ba anh em mình bỏ điện thoại xuống giữa tay hết nha. 1, 2, 3 giữa tay nè. Mọi người bỏ điện thoại nè. Giỡn ra vui cho cậu Năm vui luôn. Thì anh em đều qua YouTube. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu Năm Chú Linh nha cô chú. Em mua bánh kem để tặng cho chú. Em luôn cảm ơn chú Năm đã cho em nhiều thứ ha. Chung nhiều thứ lắm. Em luôn cảm ơn.
chúc cho chú Năm có một ngày cãi luôn, cãi luôn nhiều thứ thứ gì mà cãi luôn. Chắc cái lòng tay của gia đình mình thì thằng nãy đốt cho con cho con Năm sớm siêu thoát, và nếu có nhiều kiếp sau nữa đó con Năm sẽ là một người đa tài, là một người thằng hoặc là một vị nghệ sĩ đa tài. Con nhiều cho cô Năm. Rồi hát bản luôn. À, hát bản luôn, hát bản ca cổ đi. Xong xong nha. Rồi. Em đốt cái cổng tay rồi. Cổng tay hả? Rồi bắt đầu anh em coi Niêu hát nha. Rồi hát Niêu, vô. Rồi cô chú nghe nè, cô chú vô thắp nhang cho cậu nè. Rồi, chào mấy cô. Chào cô chú, mấy cô vô thắp hương nha. Con lửa. Mày chờ nữa đúng rồi, hôm nay chiều. Nếu như mà có 20 cái bánh kem có. Hơn chục cái. Còn áo vàng cái nữa mà. Rồi rồi rồi, rồi. Né né cho mấy cô vô thắp nhang cho cậu Năm đi. Hôm nay là sinh nhật cậu Năm Vũ Linh mà. Sáng giờ là 8 cái nữa hả? 8 cái đó. Cô vị. Hôm qua tới nay. Hôm qua. Hôm qua này nha bà con. Thôi cuộc họp cho hay trước. Sáng là không nghe luôn. Ngày hôm qua tới bữa nay luôn 8 cái rồi. Con dịp sống Niêu mừng sinh nhật Năm Vũ Linh, con muốn để cái cậu, cái cậu là nhiều người bất bẻ đó, con phải đi chú. Đúng rồi, chính xác. Đi chú, đi chú với cậu. À, chú với cậu cũng là cậu Năm chứ ai. Là bị danh luôn rồi, còn chú là mình xưng hô. Thôi bây giờ mình kêu bằng anh Năm đi cho trẻ. Cho trẻ chứ mình kêu chú rồi, cậu con Năm già. Tôi kêu bằng anh được à? Hả? Như tôi kêu bằng anh được à? Thì mình kêu anh đi. 50 tuổi mà tôi kêu anh để cho con Năm trẻ chứ mình kêu bằng chú bằng cậu con Năm già lắm. Anh năm nay nhiêu? 50. 50 sao còn giống 18 vậy hả? Ôi trời ơi, chú giữ bài. Hôm nay là ngày đó, đây là đội lực lượng. Thì hôm nay nói chung ra là em phát trực tiếp và chừng nào hết pin luôn nha cô chú. Ai coi đâu. Cô chú xem nhiều nhiều đi cô chú. Có ai coi đâu. Đúng là mới mà. Không ai xem hết trơn luôn. Chết luôn. Đây mà hai mấy ngàn sub mà có 90 người xem sao? Thì cái này em đang phát trên bay. Bay mới em mà. Dạ không có YouTube. À đúng rồi, bay nè, là bên bay. À, từ ngày cậu Năm mất đi thì tất cả cậu Năm giúp cho anh em YouTube thay đổi cuộc đời rất là nhiều. À, cậu Năm giúp cho anh em là phán một luôn à. Mấy anh em YouTube là người mười mấy kinh luôn. Nói chung là thay đổi nhiều kinh luôn. Và từ cái nghèo riêng em thì không có, riêng em có một kinh mà nhà không cửa mà cuối cùng thành có nhà có cửa luôn quý cô chú anh chị. Chứ không phải là trả lão là có một chiếc xe để đi, nhưng mà cuối cùng là bây giờ là xe là 60 triệu này, điện thoại là toàn là Romax 514 không có gì. Nó mừng cậu Năm Vũ Linh đó, là xe đang hồi nãy trong nguyên kêu là cũng từ khi còn Năm mất nó giờ là cho đó, còn đây là rất nhiều thứ chống dâm giờ nãy giờ cầm cũng mỏi tay cho lại mà cũng kêu cảm ơn và không có ai tội giờ nhé con mình vợ tôi. Hãy cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của buổi hải vlog nha.